ra cái đéo có cái gì cái bao má, cái game này nó biết tôi ngày xưa họ không học nhiều, giờ nó ôn rồi học tiếng Nhật nữa chứ. Iku chết sai 4 x 5 chết con quá sao mày trời. Để tao, tụi mày để tao. 4 x 5 Ông chị nha, ông chị nha. 4 x 1 là 4, 4 x 2 12, 4 x 3 16, 4 x 4 25, 4 x 5 20, 4 x 5 20, 9 x 7, 9 x 1 là 9, 9 x 2 bằng. Tụi mày đó, cái game nó cay thật đó chứ. Bây giờ xuất hiện trong một cái căn nhà, trong một cái phòng. Cái gì? Ý có nó sai. Hình như là Maori, Marao và Hoa sao chứ. Gì vậy? Ê, ta chơi trước rồi à? Giữa anh đã chơi đâu, anh vừa vô game gì mà. Từ từ nha, bây giờ anh phải thoát ra cái phòng này. Anh đi ơi. Này nói gì đi chứ? Đừng nói mình lấy cái búa mình chơi với luôn nha. Ơi ơi ơi. Ngày 3 tháng 7. Học sinh tiểu học Reina, à nhỏ Reina là con bà đó, là học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học. Ôi, không lại đá dầm tùm lum rồi. Chỗ con gái con lứa gì mắc nết dữ vậy trời. Mình phải nói phụ huynh thôi. Gái này giống gái Misa nè. Gì vậy cha? Mắc nết thiệt đó chứ. Đá trong phòng. À đây là trong trường à. Rồi mình bị bắt cóc à, tí nữa mình bị bắt cóc hay sao? Có sao? Ano. Chị, mẹ ơi, chuyện là à đang ở nhà. Chị sang con nó có nan da kedo. Về buổi phụ huynh tham gia tiết học sắp tới. Urusai. À, có nghĩa. Ô ma quá. Hanashikakete konai de. Đừng có nói gì nữa. Hontou utoushi. Đủ mẹ nó, con tao chán mày rồi. Anta tachi sa inakereba. Dạ, mày như từ đầu tao bóp mũi mày chết từ trong bụng đi. Kìa mà nói vậy đó. Tao bảo nè, không để tụi bay thì đã tốt biết mấy. Ê nè. Hay quá anh Khoa, em biết tiếng Nhật luôn hả? Trời ơi, giỡn chơi quá. Đó, bà đang tức, bà đang tức. Ờ, à, ship đồ, ok. Mẹ đang ship đồ. Mẹ ơi, con đá dầm rồi. Ờ, à, bà đéo quan tâm luôn. Urusai mà nè. Lại chửi mình ồn ào quá, trời ơi, làm mẹ. Cái này nè. Đừng có nói gì hết. Ờ, à, bà đéo quan tâm mình. Còn bên đây chắc là chị hai của mình. Chị mình đúng rồi. Chị hai ơi, em đá dầm rồi. Ờ, mà ta. Ờ, ờ, mà cái giá. What's that, Osaka? Nửa ta sheets một tế kìa. Em mang tấm đệm mới đá dầm lại đây. Được rồi, đi lấy tấm đệm. À, trong cái nhà này là có hai chị em. Trong cái nhà này là có hai chị em anh em. Sơ. Mẹ bà chị nhìn như nghiện đó nha. Bà này chắc độ cũng thứ dữ đó chứ. Bà nhìn bà chị trông nghiện vãi à liền đấy tề. Em mang đến rồi nè chị yêu. Ô, bà chị trong mặt thầy giống thầy Unip dữ vậy. Bà chị mới trong mặt giống thầy Unip vãi à bìu thề. Bỏ cái tóc, cắt cái tóc ngắn đi nè. Không, để Mohican sang lại gan mặt thầy Unip. Chào, xuống đi xuống đi cô. Giờ mình xuống tầng thôi. Xem ta có nó sẽ có tao ổ xe tao gửi. Chị sẽ chị, à có nghĩa là mình là một cái con bé mới lớn lên. Mình chưa biết nhiều về cái cuộc sống này. Bà chị này bà lớn rồi. Như vậy. Làm chị như là ấy. Mẹ giặt giùm tái thấy ghê biết. Bởi vì tao muốn bỏ nhà đi bụi giờ có nhà là. Mẹ thì không thương con. Em đang tính nói vậy luôn. Ô dụ mặt bả sợ vậy. Ủa. Sono sheets o sentakuki ni irete. Dạ. Iretara dengen irete. Cho vào thì gọi bật, cho vào rồi thì bật nguồn. Dạ. Nhưng mà sau này đi button nè. Nút nguồn là nút bật. Y à.
không nó trên cái máy その次にスタートボタンを押して sau đó là nhấn khởi động ờ それで選択ができるから chỉ cần thế thôi là giặt được đồ rồi dạ 簡単でしょ dễ mà đúng không khó quá là lộn má là mới lớn chị gần như là em 25 tuổi忘れたらまた聞いて nếu quên thì cứ hỏi chị nhé hỏi làm cái chó gì tôi lên Google tôi học bấm bì trước yes xong rồi start hay quá mấy đứa ơi hay anh ơi hay quá anh ơi nhân vật của anh là con trai á em đã biết cách giặt đồ rồi đúng không vậy thì từ giờ Renya đảm nhận giặt đồ nhé anh biết chi cho nó kêu anh giặt luôn vậy dạ chị hả mẹ thì sao ơ mẹ đi à mẹ đi bỏ hai chị em mình à ngày một ăn chín hình như mẹ mình đi bỏ hai chị em giờ mình thành cu ly của chị mình nè dạ ủa mình bị câm hay sao mình đéo nói chuyện ấy nhờ anh đang nói đó là anh đó à. Vui dai mà hồi nãy có nói đó đá giọng quá kiểu em nghe nè chị hai mẹ bà kêu mới trời sáng sớm này ngủ chưa đã nó kêu rồi đó là nói vậy đó thôi chị hai đừng chơi bắt trốn nữa chị hai chơi bắt trốn hay sao á chị hai lên đò rồi chị hai ơi à đây đây chị hai trong bếp sao thấy chị sao thấy chị hai あと少しでできるから。いや、yeah. その間に洗濯物干しといて。thắt chặt đồ rồi tới thay đồ. Sao? Có gì đâu? Ủa nhưng mà anh đầy ship không đi nhanh được nhờ? Mình phải giúp phụ chị mình chứ, trời ơi, mẹ bỏ hai chị em mình đi rồi. Đi làm đó, em nghĩ vậy. Đi làm đâu, đi ăn chay á. Go han dek ta yo. Hayaku oi de. Dạ. Dạ chị hai. Chị hai nấu nghe em gì dạ? Chắc là thịt heo xào hành tây đúng không? Sức 1.5. Hisashiburi ni kare tsukutte mita nda kedo dou? Lâu rồi chị mới làm cà ri, em thấy thế nào á? Má em chưa ăn luôn, chị hỏi quay thì em phải ăn chứ. Cảm nhận em chưa ăn luôn chị hỏi thấy thế nào rất ngon tuyệt vời ủa ăn mì ly cũng được mà chị từ từ nha ăn mì ly đi chị bây ăn giờ mì ly đi. Bây giờ cái bà chị này giờ là mẹ bỏ đi rồi bây giờ chỉ có một mình chị lo cho mình thôi cho nên mình phải khen anh à đúng rồi, phải mà mới khen mà phải nịnh phải nịnh bá anh em nhờ đúng rồi nè nịnh đi tài liệu chuẩn bị するの大変だったんだよ đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi con sẽ tự bên đó vừa ăn vừa biết ơn chị á dạ chắc chắn rồi chị hai cảm ơn chị hai em cảm ơn chị hai không không biết không biết mẹ sẽ về không nhỉ khỏi tự cười như kim hết tiêu rồi chắc chắn là mẹ sẽ phải về chứ trời đất ơi làm sao bỏ ai chị em mình được 100点の test を見たらきっと喜んでくれると思うの chị nghĩ rằng mẹ sẽ rất vui khi thấy những bài chị được 100 điểm bà này cái bài này bà này bà làm được 100 điểm chứ không phải anh bà chị thật sự có tình cảm với mẹ nhỉ ủa là sao ta mẹ mấy mẹ con ruột mà phải có tình cảm nhau chứ nhờ này chị đang hỏi dò hay sao anh chứ cho nó hỏi không phải là quá bình thường sao con cái thì chỉ cần có mẹ là đủ mà đúng 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 chị hai nói đúng quá đã có em rồi mà ơ rồi rồi có Uyển Khúc anh Khoa ơi có Uyển Khúc nha sai sai ở đâu rồi nè có Uyển Khúc nha tụi bay hình như là em nghĩ là do bà mẹ bắt cọc cằn quá cho nên nhỏ này muốn ghét mẹ nữa ngày 5 tháng 9 đúng theo như cái cốt truyện đầu là bà này bà rất là cọc cằn và không quan tâm đến hai chị em mà bà chị với bà thương mình quần áo phơi đã khô chưa nhỉ? Mình nên cất quần áo đã khô vào tủ thôi. Còn rác rồi.
Xong rồi đem đi đâu? Cất đồ đã khô vào tủ đây à? Thương yêu cái chó gì hai anh em tôi? Nãy em thấy như bà mẹ bà cầm hai bịch rác bên đi ngoài đường mà. Ừ, hôm nay không ai gọi mình nhỉ? Không biết chị đã nấu ăn xong chưa? À. Ủa, chị ăn xong hả? Chị Hai ơi. Chị Hai à. Hôm nay chị Hai không nấu ăn cho bé à? Bé đói bụng quá hò. Thôi nhà mày nhiều rác đấy. Không biết chị đi đâu rồi nhỉ? Ngày 1 tháng 9. Chị Hai ơi. Chị Hai à. Đêm hôm thế này chị đi đâu rồi? Mưa to thế này mà, khuya thế này rồi mà, mình phải tìm chị thôi. Ủa sao là đi học rồi bây? À lau lau nhà lau nhà. Ui mình giỏi, tính ra mình giỏi quá đó chứ. Cái chương trình chỉ hai xong mà để đi vào lớp là sao ta? Thì chắc tim cũng như vậy. Bà tớ thường hay nói vậy. Vậy nên phải dọn vệ sinh thật sạch thôi. Ok, đã xong rồi. À đây rồi. Anh Trường. À vào học à. Vào học, vào học. Vào học, vào học. Cô Trinh, cô chủ nhiệm tôi. Tiếng game to quá. Ok nhá. Được không nào? Trên đường về nhà nhớ đừng đi lại những người, lại những người lạ mặt. Các em hãy nhớ cẩn thận nhé. Này mọi người, có cả chú Hề nữa nên phải cẩn thận nhé. Cả lớp trật tự. Mẹ tụi mày, để cô nói. Ủa cô đang nói à, xin lỗi cô. Giờ thì cũng giờ thì cùng chào ra về nào. Các em đứng lên nào. Chào cả lớp ra về. Sayonara. 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 Về về về, bắt đầu về. Ikuzo. Asaka-chan ga? Akasaka-chan? Masahiro-kun,何かしたの?別に何もしてねえ。何で怒ったの?お、もう、じゃあ、せやろうか。ヘイジ君、ヘイジ君、聞くなよ。おい。ま、じゃあ、中華へ、じゃあ。あ、バイバイ、じゃあ、じゃあ。あ、こ、こ、おい。ちょ、ま、こ、きん、わ、か、びゅ、て。 ここでかくれんぼしようぜ. Ủa sao chơi giống tèm sao không đi về? Tới mà nè. So da ne, minna de yaro. Kouen no soto ni deru no wa nashi na. Janken de oni kime you ze. Ja, saisho wa gu. Ga kai a. Đéo có cái gì? Cái bao. Janken bon. Mẹ hại em quay rồi đó.
Chào chứ. Chị không ngờ. Bà cần à? Không. Giờ mình phải đi tiếp mà. Đón xong chưa đây? Ta đây. Mỗi yêu. Đốt xung quanh công viên này thôi đúng không? Chú ơi, mình thấy sai sai ở đâu nhờ? Đây à, đây rồi, sao bạn trốn mình được? Bạn trốn ngu quá rồi, mình núp qua mẹ cho toilet là được rồi, leo lên cây. Xung quanh công viên, bạn trốn là hơi bị ngốc nghếch đấy. Không chạy nhanh được giờ. Rồi ngay chỗ này cũng không có luôn. Ghét lên cái cây. Đây 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 mẹ mày. Quê. Tìm cây cun can nữa là xong. Ồ cậu cuối. Má trời ác thì cái chứ bay. Hãy tìm cách nhập tâm với chợ hóa thân lắm. Chắc lần này cậu ấy sẽ hóa thân thành cỏ nhỉ. À, ôi giời ơi. Boku wa Kusukiji-kun janai yo. Gomen gomen. Nanda boku ga saigo ka. Vui thật đấy. Mỗi cây này lên đò chứ. Cái nữa. Boku mazute yo. Cái này xong. Nani kono osa. Tôi sao? Nè nè, kimi tachi. Ôi chú, không chơi với chú chip già đâu. Chú sợ yo. À không. Nè à. Mà sao trời nhờ? Nếu mà cho không cho ông chơi thì liệu ông có làm điều luôn không? Mà cho ông chơi thì sao trời? Ôi gặp phải ông liều anh ơi. Và bây giờ bố cho ông chơi thì ông liều luôn á, làm đi bố. Thà bây giờ mình thí, mình chơi đi. Bây giờ mình chơi đi, mình thí ba thằng bạn mình còn sống rồi đâu. Chó má thì chết. Anh em. Anh này khác lắm. Chứ bây giờ được mình đéo chơi là mình đi luôn. Cho chơi cho anh ơi. Arigato. Cảm ơn chào. Arigato nè. Ngu nè. Chá nai na. Wakatta. おっさんは大人だからコンテナの中で Chú là người lớn nên chú trốn trong container đi. Rồi chú đếm số trong đó nhé. わかった. Ôi, không có tiền phá. Đi về luôn, đi về luôn. Đi về luôn. Rồi nhốt lại luôn. Đi về luôn. Đi về luôn. Đi về luôn. Chạy đi, chạy đi. Ôi, 今のうちに帰る. Hả, được không đấy? Đúng rồi. Đúng. 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 Mẹ mấy này khôn. Nào, chạy nhanh đi thôi, nhanh. Chip chạy. Tập của mình đây, cổng tao đây. Ôi, sao? Ôi, mà ông đó thấy rồi, ông thấy rồi. Mày chết, mày chết. Rồi xong. Cút luôn. Chắc là thắng được chú đó rồi. Vậy là tốt không nhỉ? Không tích sao? Về nhà đi. Về nhà thôi. Ba à thầy. Vậy thì về thôi đúng. Nè, nếu mà 不審者 が 来たら どう する? Về đi, về đi. 不審者って、さっきのおっさんのことか? あの人じゃなくても. Hay là ông chú đó, ông bắt chị mình nhờ. Có thể đấy. 不審者って何? Nhiều khi biến thái mới gỡ yên xe đạp đó chứ. Bên đây giờ nhiều biến thái lắm, bên Nhật nghe bảo nhiều biến thái lắm. Sợ lắm anh em. Nhà tớ cũng nhiều tiền nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ. Mua nước uống không ta? Nào nào tớ bảo này, cậu chơm thử món gì đó xem. Không được, như vậy là sao? Trời, sao bắt tôi làm việc xấu vậy? Thôi, cũng được. Có chậm được gì không? Chậm đồ ăn ở đâu vậy? À đây à? Bà mẹ nó, tôi chọn không ấy mà sao vẫn bắt tôi lấy đồ ăn vậy?
Mày giả làm xuyên cu ly rồi. Mình phải lén lấy trộm sao cho bà cụ không phát hiện mới được. Cái gì cu ly tờ. Lấy trộm bánh. Mày bánh nhìn vậy rồi. Ê, sao có ông chú vô đây nữa vậy? Ủa, ổng. Ủa, ông à? Sao có ông chú vô trong đây nữa vậy? Ổng à? Bánh nhìn vậy rồi sao lấy? À, mình lấy ly mì trước. Cầm cái này. Ủa sao nếu cất được phải cầm như này luôn á hả? À bà sẽ đi dò, bà sẽ đi dò. Sao bà đi qua cho đây vậy trời? Đéo ra được vậy? Còn còn bịt bắn nữa anh. Bả rồi. Từ từ. Nó nổi trong mà. Bị bắt hả? Bắt rồi. Mẹ tôi là người tốt sao lại cho ăn trộm? Từ nha. Ai ăn trộm lộ liễu nha anh coi. Mình phải lén cho. Nhanh luôn. Ờ, anh hiểu cách chơi. Tính chừng bao lâu ta? Sao nữa? Chạy ra ngoài. Nếu chạy được sao kỳ vậy ta? Núp lại. Hay là có cái lỗ chó hay là nó có cái đường nào để nó chạy ra không? Xét bên phải à, có cái lỗ này hả? Đúng không vậy? Đâu phải. Không có được nữa cha, không có e. Giờ đi vào đi chạy ra. Mà qua bên phải trong vô này mới được kìa, bãi cà liền thật. Cảm ơn em, gọi để qua từ chơi cho. Sore na ja kaeru zo. Thôi đi vậy thôi. Lâu chết phía sau anh rồi. Qua bên phải vô cái chỗ đó mới ấy được anh em. Bắt cà lin. Cái cậu ăn không? Thôi không ăn thì mình bú luôn. Quỷ. Vụ bắt cóc mà mọi người nói khi ở miền quê thế này liệu có bắt cóc không nhỉ? Nhưng mà ước gì có ai kỳ quặc thì chắc sẽ vui lắm. Ok, ước gì kỳ vậy? Mà tết nè. Hay mình vô nhà cậu ấy luôn nhờ. Ê sao lại chạy? Chạy lại anh qua ơi. Sao còn mình là mình chạy vậy? Rồi. Thật ra mình mới là nhân vật chính à. Rồi gặp chú heo rồi. Chú ơi. Nhà mình đây. Đây, không phải, trên nữa. Thôi xe tới, xe nó đụng mình chết. À, sao nhà có lạ rồi, xong rồi. Rồi. Ừ.
chết rồi. Cái quả là xong rồi. Trước hết thì phải rửa tay đã. Nhà có quả là xong rồi. Mình nên để đồ ăn lên bàn trước khi quên chúng. Có quả là xong rồi anh em. Ô. Ờ, có con mèo nè, dễ thương quá. Mèo. Dễ thương quá. Ủa. Nhà lại có ghế trái tim. Đặt đồ ăn, đặt đồ vật lên bàn, đặt đâu rồi má? Lên thay quần áo nhưng mà vẫn chưa biết chị đi đâu nhà, mà nhà như cái bãi chó vậy, dơ hơn cái gì nữa. Ừ, thay quần áo thôi. Mình nên làm gì bây giờ? Học bài. Học bài à? Ôi chầm đó, chầm thì đéo phải là tao. Bay mẹ nó đi. Tao đéo có chầm. Ủa phải học à? Mà à, phải học. Game này nó biết tôi ngày xưa học. Từ nha, giải đố nè. Cái này là giải đố nè. Chết mẹ rồi. Hai. Một là dễ xuống. Dễ bên trái xuống anh ơi. Đây đây. Không, trên kia. Đây. Trên, trái. Trái. Đây. Ờ, đúng rồi. Ờ, dễ xuống. Ủa. Ủa không, nó kêu vẽ một đường á anh. Ủa từ từ nha. Này à, anh viết chữ à, đúng không? Anh viết chữ, viết theo nét á anh. Viết chữ à. Với... à, à, à. Rồi anh bên trái rồi anh kéo xuống. Anh từ trên, trên ngọn đúng không? Đây. Kéo xuống. Trên nữa, trên nữa. Ủa từ từ nha. Ở trên đầu của anh. Dưới số 2 á. Dưới số 2 đúng rồi. Được. Dưới à, anh kéo theo cái này đúng không? Kéo theo cái này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Yes sir. Rồi đi theo cái số 2. Rồi rồi, hiểu hiểu. Ui ôi, đồ má, không có em là anh ăn cứt rồi đấy. Số 3 xuống nè. Đúng rồi. Rồi rồi. Yeah. Tao tưởng đâu tao giải đố gì bà mẹ đó. Này tao biết chữ anh ơi. Ừ. Đây qua đây trước nè. Đúng rồi. Xuống đây nè. À, tập viết chữ. Yes sir. Hay anh. Đấy. Làm người Nhật được rồi. Kinh chán nà. Kinh chán nào. Ê, nani kure. Omoshimai de Osaka. Tokyo. Ui ôi, chữ, chữ Nhật cũng ghê. Má, chữ tao xấu dữ vậy mày. Chữ đúng xấu luôn á. Đó, bắt đầu là màu phơm rồi đó. Này anh ơi, bên kia. À, ơi, nhầm nhầm. Đó, bắt đầu màu phơm rồi đó. Trên trước đúng rồi. Thì cứ đã sai. Yeah. Em biết chữ này có nghĩa gì anh Khoa? Từ từ, chữ này nghĩa là gì? Kimochi. Ủa anh vẽ hơi ngược đúng không? Nhưng mà không sao, vẫn đúng. Đâu đúng rồi anh ơi. Nó ra đúng cái rồi. Chữ là được. Mẹ học nhiều dữ vậy. Như thế nào xong rồi. Má, cái game này nó biết tôi ngày xưa họ không học nhiều, giờ nó ôm rồi. Học tiếng Nhật nữa chứ. Iku, iku. Chết sai. 4 x 5. Chết. Để tao, tụi mày để tao. 4 x 5. 4 x 5. Ông chị nha. 4 x 1 là 4, 4 x 2 12, 4 x 3 16, 4 x 4 25. 4 x 5 20. 4 x 5 20. 9 x 7, 9 x 1 là 9, 9 x 2 bằng... Tụi mày ơi, cái game... Cái game cay thật đó chứ. 63. 9 x 7, 63. Mày chỉnh khoa mày. 3 x 9. 3 x 1 là 3. Im đi mày. 3 x 3 x 10, 30. À, mày để anh nha, không có chỉ, không có đứa nào chỉ anh nha. Rồi, không chơi bóng máy tính rồi. Đâu không? Anh đang nhớ, anh nhớ đây coi. Đúng không? À, anh nhớ đây coi, 3 x 9 đúng không? Từ từ mà để anh tiếp. À, 3 như anh đọc nguyên hàng từ bản của chung chưa số 9 game nghe coi. Anh đang bấm máy tính. 3 x 9 27. Chơi bấm máy tính. 20 x 50 bằng 1000.
Ê. Hay ba ơi. 11 nhân 11 bằng 121. Hay anh ơi. Ủa phải không? 20 mà nhân 50 bằng 1000 đúng rồi. Đúng rồi. Cái này ở đâu? 2 cộng 3 là 5 nè. 5 nhân 6 bằng 65 nè, 65 mà trừ cho 5 bằng 60. Đỉnh hay con mặt nghe nó luôn. Nghe thôi. Đúng chưa? Từ từ đây ha, 2 cộng 3 bằng 5. 5 nhân 6 bằng 30. Ủa? Oh, nhân chia trước cộng trừ sau mà anh. Oh my god. Nhân chia trước cộng trừ sau. Nhân trước anh ơi. Là 3 nhân 6 bằng 18. Xong rồi cộng 2. Cộng 2 bằng 20, xong rồi trừ 5. Bằng 15. Bà mẹ nó phải là thịt. Má game hại não vô. Mà kêu chơi game này vậy. Mẹ bài toán anh là đúng rồi 10 điểm luôn á. Sao có chú Hề trong nhà vậy? Chết mẹ rồi. Rồi rồi rồi. Ikurasa. Chú Hề tới chơi, chú Hề tới chơi. Cái cưa đã sai. Ủa, dạ, phòng ơi, từ từ nha. Phòng của mình sao gọn gàng lại rồi ta? Phòng này khóa cửa rồi. Để dọn dùm anh. Anh khoan, anh khoan. Hả? Tí tí anh bị chú Hề bắt ấy, anh la lên cho ba tê ấy nha. Ủa bị bắt luôn hả? Có bị bắt luôn hả? Không, em đâu biết đâu, nhưng mà nếu mà bị bắt, anh la cho ba tê. Mình đói rồi, ăn gì đó đi. Ăn mì. Mì phải trụng với nước sôi. Ui, con mẹ mà cái bếp nó dơ còn hơn cái gì nữa. Trời ơi. Sao ăn bây giờ ta? À đây đây. Mì này không bằng mì hảo hảo. Mì hảo hảo mãi đỉnh. Quả nhiên mì ly là vẫn là món tuyệt vời nhất ê hế. Ăn rồi thì phải uống nước đúng không tụi bay? Ừ, ăn rồi nó lấy cho uống nước luôn. Chơi đi pha đi. Lần cuối cho cá ăn. À, lại đi xuống bếp bảo cho cá ăn. À, hết thức ăn cho cá rồi, bây giờ phải đi ra ngoài mua à. Thôi thì chơi game chút nhỉ, đúng đúng đời. Chơi Free Fire thôi. Chơi Free Fire thôi. Ngủ em mai ra mình. Let's go. Let's go. Chúng ra thành thành Misa. Gì vậy anh? Vòng chơi game ở đâu vậy ta? Ê, tôi hỏi ngu cái là tôi đọc được comment của mấy ông rồi, tôi có chơi thêm mấy ông được không đấy? Được chứ, anh em mình cùng chơi có đéo. À đây đây đây, má chơi game đây rồi. Game over. Có. Ô game gặp chú Hề. Stay game. Nghe tương tác. Chắc hồn vậy trời. Chơi game trong game. Nghe tương tác nè. Ủa mẹ ơi. Chơi game trong game. Được của nó đấy. Ok nha. Bỏ mấy con ma đúng không? Trốn mấy con ma. Dạ. À dán vào mấy cái mũ sáng sáng này. Dán 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 dán. Ra cửa. Oh. Bắt được tao. Một con ma nó bị giam cầm. Má, nhìn kiểu tôi bị yếu vía anh em, tôi nhìn mấy con ma này tôi cũng bị sợ rồi. Một con ma nữa. Nó bị giam cầm. À phải dán, phải. Rồi, một cái cuối là win, một cái cuối là win. Cái cuối đâu ta? Rồi, thấy rồi, thấy rồi. 1, 2. Cái này 3 nè. 3 nè. Cái này 4 nè. 3. Làm gì nữa? Quýnh con ma. Không, cái cổng hồi nãy anh. À, cái cổng hồi nãy anh. Má chơi game trong chơi game mà quá cà liền thật. Bên lại ơi. Búa này à, búa này để... À, búa này đập đá sang nhà mấy đồ đúng không? Minecraft. Phải cà liền chơi game trong game.
Hỏi liền rồi đấy. Chơi game trong game. Trời chắc là chỉ hai gì à. Ủa. Holy shit. Mẹ ma tao cũng không sợ mấy cái thằng hồn hề này. Đưa tao cái súng. Đưa tao cái súng. Ta đã bắt chị của cháu rồi. Nếu muốn cứu chị thì thử đập hết chỗ bóng này nhé. Mẹ con hồn lề này, holy shit. Ok, nhấn chuột trái nhặt, nhấn chuột phải ném, nhấn R lấy lại. Game hay phết đấy, game có chuyện cái thứ ok. Xong chưa? Tông chết còn không? Tông chết còn á? 4 3 2 Ôi mấy game lừa đảo ơi. Phá luôn. Má tao không hề. Mày Việt Nam tao bắn mày á. Nè, ở ngoài cửa sổ anh. Rồi sao? Không. Bay sao? Bao nhiêu phút đây không bao giờ kịp luôn á. Vì vậy tôi nghĩ là phòng bên đây vẫn còn này. Trời ơi. Nó giỡn. Chị ơi, khỏi cứu chị, khỏi cứu chị đi. Nó giỡn anh em ơi. Mẹ chơi anh Khoa. Rồi chưa? Kệ con trái trên giường. Con trên giường anh. Rồi chưa? Mày hài lòng chưa? Mày hài lòng chưa? Nó vẫn còn à mẹ. Kệ trên gỗ bông anh. Trên đầu con gỗ con sau á. Đầu con gỗ con sau. Ba đây. Xong rồi đấy. Nghĩ là xong rồi đấy. Nhưng em thấy cửa màu hồng chưa mở, chưa mở đâu. Chị hai mình bị bắt trong đây thật. Rồi. Vô lòng đường chung luôn. Rồi sao nữa? Yamate. Yamate kudasai. Yamate. Tama. Đừng bắt tao học rồi được. Cái gì tao cũng chơi. Tama. Không chạy được nữa rồi. Tama. Tama TV. Nó chạy xuống lầu rồi. Ôi nó ra cửa sổ rồi. À, có vết chân này. Ê, có dấu chân người nha. Có bị kẹt ở đây thì phải. À, tâm á này. Cái ông này là ông trúng tùy mà đấy. Yamate kudasai. Ôi sao bắt mày luôn rồi. Mau quá. Sao mà lại chi chung với chị hai. Lên đồ anh ơi. Lót đinh. Ơi lên đồ. Đây là đâu? Có vẻ mình hơi bị đói. Có cách nào để mình thoát khỏi chỗ này không nhỉ? À, lấy cây búi. Trời ơi.
bị chói hay là hồi nãy giờ là nói về chị hai mình nhờ, bây giờ mới hay nè, bị chói mà còn lâu không, con này cái em này còn lâu không hay là gần phá đảo rồi, còn lâu không? Không biết nữa, nghĩ là lâu. Từ nha, bị chói. Ở cái cửa sổ này có vấn đề gì vậy? Sắp rồi anh Khoan, sắp phá đảo rồi đó. Sổ này ra rồi mà không nhảy được, không xuống được. À đây, à chị hai đây, chị hai đây. Ôi trời, chết mẹ thằng có gì vậy? Ôi vãi nồi. Hello. Chị hai mình phải giải cứu chị hai mình. Còn trẻ mình không thể nào giết người được anh em. Sao anh em bảo là mình cầm búa ổng là sao? Chị hai. どうしたの? 私はおじさんに誘拐してもらったの. Chị đã nhờ ông chú này bắt cóc chị về đấy. Cái làm gì vậy nữa vậy trời? Làm sao bà nội? レイヤも私が誘拐するように頼んだのよ。 Chị cũng đã nhờ bắt em luôn. こうやってすればそのうちお母さんが気づいてくれるでしょ? Nếu làm vậy thì chắc chắn mẹ sẽ phát hiện ra thôi đúng không? そうしたらお母さんだって私を見てくれるようになるに決まってる。 Và rồi thì mẹ sẽ quan tâm hai mình lại thôi. Có nghĩa là đúng đầu cốt chuyện là mẹ bà mẹ không bao giờ quan tâm hai chị em. Nên là bà chị mới làm ra cái kế hoạch như này. Má con này điên anh ơi. Con này nó bị điên rồi. Này nó điên. Rồi sao? Thì sao giờ kiểu diễn viên thì tóm lại là mình bây giờ mình trốn khỏi đây á. Đi ra bằng đường cũ leo. Hả? Nghĩ phải đi xuống này. Mà nhà ông này máu không à? Hay là mấy chị hai mình kiểu bồn bịch với ông này giờ? Ê, ủa? À, lấy chìa khóa. Ông say. Con chó này nó ngủ quá. Lên mở cho chị hai à? Đúng không? Chứ sao mình bỏ chị mình được? Trốn. Trốn chứ. Cửa nãy chị hai mở được mà. Mà cửa chị hai mở hết được rồi. Mình phải cứu chị hai mình chứ. Kệ chị luôn hả? Mình nát cái gì? Bỏ luôn anh con. Chị bị điên rồi. Ủa là điên. Để mà chạy luôn đây. Chạy lên đây. Đúng. Tôi còn nghĩ. Chú ơi. Con đói quá, con đi mua đồ ăn á. Ông này con mua đồ ăn con về liền. Bãi mày sợ thật. Ok á. おとなしく しときなさい. Đàng hoàng đi nào em. おじさんは私の言うことを何でも聞いてくれるの. Chú ấy luôn nghe những gì chị nói. お母さんが私のことを見るようになるまで. Cứ yên đấy cho đến khi mẹ chịu quan tâm đến cả hai Ren nha. Đừng có làm gì linh tinh. Nghe có nguyện khúc thế nhỉ. Con này em nghĩ cái con này là đang kiểu dạng là bắn dâm cho cái ông kia đó anh ạ. Bắn dâm á? Yeah. Không nghe lời chị. Em nghĩ vậy. Không nghe lời chị. Thật nha. Không thể trông cậy bà chị đần này được. Mình phải đi kêu cứu thôi. Ấy! Đi chứ.
Cần có pin nè. Pin kiếm ở đâu ta? Không được, nếu đến gần nữa, có cách nào đi. Tắt TV. Nani? Kietan da kedo. Remote doko daro? What? Nani? Mẹ. Chị hai mày thấy được không ta? Ủa, không đứng ngay đó rồi sao giờ? Núp trong đây đi. À, tôi nghĩ là tìm pin đúng. Tìm pin lắp đèn radio cho nó kêu đúng không? À, hiểu 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 hiểu. À, lại hiểu rồi đấy, hiểu rồi đấy. Tạm lại anh ơi. Đấy, lại chỗ ông kia đứng á, rồi chỗ cái tủ đúng không? Yes, đây à. Leo lên đây làm cái gì nữa ta? Ui. 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 Ông này ông là biến thái giết người. Cô ngoại mẹ thằng lồng game ác. Ông này là biến thái giết người. Giờ lắp như la vô trước đúng không? Đúng rồi. Lẹ chứ lẹ. Nani? Kietan da kedo. Remokon doko daro? Có đoạn này luôn hả bay? Chạy thôi. Chạy về đâu bây giờ? Núp vào, mình phải núp vào. Xong rồi. Chiếc này chiếc rồi nhưng mà không được. Phải chạy về nhà. Má chiếc. Rồi đè chiếc thôi. Đéo kịp rồi. Rồi nó tông rồi. Sao ta? Nhờ không mình đâu có quẹo vô mấy kia rồi.
Đấy, việc mà tôi nhấp nhấp ship là nó bị lỗi luôn. Má nữa. Thầy bây giờ không bán rồi. Sau đó cảnh sát đã gọi điện cho mẹ click không. ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いえいえ。二人ともきっと怖い思いをしたと思いますので、気にかけてあげてください。特に怪我などはなくてよかったです。二人とも帰るわよ。Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Hình như tôi là quên gì đúng không? Bạn nhắc khéo tôi đúng không? Vậy thôi mẹ ơi. Mai nhá. Mai bạn qua nhà tôi đi. Tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ cho bạn. Sorry bạn nhiều. Giờ này nhiều việc quá. Trông chị có vẻ phấn khởi. Mà nè. Ô cô sân là kia 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 nè. たちはそうやって私の邪魔ばっかりするのよ。警察に呼び出されるなんて初めてよ。ああ恥かいた。私だって暇じゃないんだから。もうでもいい、あんたたちのためになんで私がこんなことしなきゃいけないのよ。二度と私の手間を煩わせないで。まあ、そう好き。Rồi. Đừng nói mẹ giết luôn nha. Chị nó giết mẹ luôn nha. Richai. Còn một cái cấp nè. Mà anh chọn. Anh chọn hơi ấy rồi. Bây giờ bắt lại sao ta? Không có lót đâu. Thôi con nghỉ mẹ đi. Tao lên xem là có liền. Nhà Masahiro. Rẽ phải đi thẳng, nhà mình rẽ trái. Nhà nào rồi ta? Nhà mình. Đạch. Đúng, rồi tôi không chạy về nhà, về trong nhà mình phải trốn kỹ à. Gì đấy? Uầy, hiểu đâm à? Trái. Bạn là cô ấy mà. Bạn ơi. À. Đi vào tiệm vào được nhà con bạn. Bạn ơi. Đi rồi. Đây vào nhà con bạn. Nhà bạn là cô ấy mà. Tôi nhớ bạn này là có bà mẹ đấy. Ờ, mẹ đã lắng nghe đầu, mình như người rồi. Mẹ thực sự của mình đã quyết định mẹ... bảo hộ cho mình và chị mình. À, hoa gì lộn nhà chị gì mình về. Mình à. Đồng thời quay cũng lắng nghe. Mình phải chạy về ủa? Nhà của bạn mình. Ừ, đây. Chạy một côi. Mình không nhớ ấy chứ. Kìa. Okarinasai. Chào em trở về. Thế là thấy thằng cha kia không bị bắt à? Mình nhìn thấy. Hôm nay đi học thế nào em? Ủa? Có vẻ yên bình anh em ạ. Rồi sao? Ủa? Nhưng sống ở đây cũng vui mà. Raya cũng sợ mẹ mà nhỉ? Ai kìa? Ơ mẹ kìa.
Tôi sẽ đưa hai đứa về chăm cho chúng, về tôi làm mẹ. Ôi bà mẹ bây giờ mới bỏ về ạ. Vãi cả trưởng mấy tháng rồi bây giờ mới bỏ về ạ. À chồng kìa, mẹ đi chơi với bồ cho lắm vào con giờ em. Nó bỏ về. Saki Korea về thôi con. Tôi thấy có điều gì không lành em ạ. Làm trò gì vậy bà? Ừ đây vẫn là cái lúc mà về trên xe. Có chú ạ. Có lẽ nhờ ông ta bắt cóc con đấy mẹ ạ. Đây đây đây, đoạn này, đoạn này. Có tay. Đây. Saki cô trả lời mẹ. Dạ ở nhà ông chú ạ. Có lẽ nhờ ông ta bắt cóc con đấy mẹ ạ. Hả? Cóc. Khiếp, nhìn bà mẹ có quả tóc gì nhìn trông kinh. Mới nhỏ nhưng không khủng điên. Đúng phải. Làm gì? Không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ ơi. Im mồm. Saki cô im mồm đấy. Sao tóc con rồi còn làm phiền đến mẹ à? Bà là có gan. Bà bảo nó không có chịu mũi vào chuyện gia đình khác cơ mà. Ai đều có thể giữ sức sống được thì vẫn dám dở trò. Không thể chịu được. Ôi dồi, mẹ đến thẳng nhà tên bắt cóc đấy. Đến con đến mẹ ơi. Đến oảng đấy mẹ ơi. Bộ mẹ điên rồi. Hiểu rồi, có nghĩa là lúc đầu mình đã hiểu là gia đình. Gia đình này là... Ủa sao đi học lùi rồi? Nè, chút. Này. Ủa rồi anh là cắt cỏ hay sao? Ôi, mà, mẹ đéo quan tâm mà. Con thì nhớ. Rồi sao? Mày cầm liềm mẹ rồi. Chúng ta gắn bắt cóc con tôi. Con mẹ chắc cũng hiểu chuyện. Cũng hiểu chuyện cái nhà này. Sao phang bà này luôn thế này. Chúng bắt con của tôi. Rồi, mẹ chung. Tôi có quyền làm gì mà tôi thích. Con cái chỉ cần là vui nhà. Hạnh phúc của con cái chính là. Sao mà lại người không có thể biết được. Con có nghe không đấy? Sao? Ôi, con mẹ này đi rồi. Tôi nghĩ là đi rồi. Này. Ôi dồi ôi. Vai cả trường. Một xoạc. Vai trường. Ôi ôi. Mẹ. Nay bao giờ không. Chứng kiến mẹ cảnh tội lỗi ngay trước mặt luôn ạ. Khổ thân cháu cười kìa. Ủa, con bé này rồi tôi thật với anh em rồi sớm muộn cũng bị bệnh hoạn thôi. Giống kiểu anh em xem cái series Dexter trên Netflix chưa? Cái series Dexter. Yes sir, game hay, hiểu rồi đấy. Mẹ mày sao ending đó mà đúng, nhưng mà sao mà ông bảo happy ending mà tôi thấy nó không happy chứ mấy ông. Ending phải là chính ra ending của Khoa nè mới là có Hiếu. Đúng không? Đó, đúng, đúng, đúng. Ending của Khoa mới gọi là ending của Hiếu nè. Nhưng mà không sao, vậy cũng là hay rồi.